Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một book haul nữa. Và nói về cái book haul lần trước thì đúng là mình cũng hơi bất ngờ. Thì cái lúc đầu mình làm nó làm cho vui, tại thấy nó cũng chả có chủ đề gì hết trơn, nó làm coi cho có vậy thôi á. Giờ mình cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, tự nhiên cái video book haul đó lại chính là cái video được xem nhiều nhất của kênh của mình luôn. Ý là kênh của mình tạm thời bây giờ chỉ có 30+ người theo dõi thôi, nhưng mà cái video book haul lần trước đã lên tới 460+ lượt coi, theo mình nhớ là vậy. Ý là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi luôn á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua. Thì có vẻ như là các bạn thích xem những cái book haul, nên bởi vậy bữa nay mình sẽ làm cái book haul nữa. Đây là trong sách bữa nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cũng như book haul trước, mình sẽ ráng làm cho book haul này có một chủ đề gì đó. Và chủ đề bữa nay mình chọn đó là Stranger, những người lạ. Thì mình sẽ cho các bạn show với các bạn thấy đây là những dòng sách mà nói người lạ có nghĩa là sao. Có nghĩa là những quyển sách này bình thường là không có được phổ biến cho mấy, hoặc là các bạn lên cái trang cộng đồng mạng giữa cái màu sách với nhau á, thì những quyển như thế này nó sẽ không được nhắc nhiều tới. Thì bữa nay mình sẽ mang tất cả những quyển lạ lạ, và có thể là có một vài quyển bạn chưa giờ thấy chăng, rất là hấp dẫn không. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với quyển đầu tiên. Quyển đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là Sững Sờ Và Run Rẩy của tác giả Amelia Nothomb. Mình mua được quyển này phải gọi là một cách khá là tình cờ ở đường sách cũ, thấy nó cũng rẻ rẻ mà mỏng mỏng vậy nè, với lại mình thấy có cái dòng này nên bởi vì cũng hơi thắc mắc là không biết quyển này nó có hay không, bởi vì đã mua về đọc thử. Phải gọi là mình rất là mừng là mình đã mua quyển này luôn, không ngờ là quyển này nó lại hay và bất ngờ như vậy, và nó đạt đúng cái tiêu chí mà mình thích luôn, đó chính là những quyển sách mà phải gọi là cực kỳ lạ luôn á, giống kiểu chưa có bất kỳ ai viết giống như quyển này, và nội dung của nó cũng rất là khác. Thì quyển này kể về cái gì? Quyển này giống như kiểu là tác giả phải gọi là nói sao ta, giống kiểu là kể lại quá trình mình đã đi làm việc ở Nhật Bản. Thì qua cái quá trình mà tác giả kể chuyện, tác giả cho chúng ta thấy những cái thói hư tật xấu của người Nhật. Thì đó là một ý tưởng rất là hay của quyển sách này, tại vì thực tế là nếu như các bạn có theo dõi các cộng đồng mạng gần đây thì các bạn thấy đó là gần đây cũng có một vài người kiểu hơi phải gọi sao ta, hơi thần tượng quá người Nhật á. Và đây đúng là quyển mà mình đang tìm luôn á, tại vì mình lúc nào cũng quan điểm đó là người Nhật thì dù sao cũng chỉ là con người thôi, làm sao mà họ có thể hoàn hảo phải gọi từ đầu tới chân được, chắc chắn họ cũng có những cái điểm yếu gì đó. Thì quyển này đó là nó đã show ra những cái chuyện đó. Thì có một vài bạn đọc đã review đó là tác giả phải gọi là hơi làm quá một tí, nhưng mà cái vấn đề ở đây không phải là chuyện làm quá, tại vì đây là một tác phẩm trào phúng nên bởi vì nó phải hơi làm quá một tí. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây đó là những cái thông điệp, những cái tính cách của người Nhật mà tác giả đã khắc họa cho chúng ta để chúng ta biết. Thì có một cái đặc điểm mà mình rất ấn tượng khi đọc quyển này, nói chung là quyển này nó chỉ khá là nhiều tật hư thói xấu người Nhật, và cái tật hư mà mình ấn tượng nhất đó là không ngờ ba mẹ người Nhật á, khi người ta nuôi con mình thì người ta sẽ khuyến khích luôn nha, khuyến khích là khi thấy bạn thân của mình làm điều sai trái thì con mình hãy đi mét với cô đi. Ý là mình cũng hơi bất ngờ ở chuyện đó, thì biết là người Nhật rất là thật thà và trung thực, nhưng mà ý là so sánh với tình trạng ở Việt Nam thì mình thấy cũng hơi sốc thiệt. Quyển thứ hai đó chính là Biên Niên Sử Narnia của tác giả C.S. Lewis. Đây là một series khá là hay mà mình không hiểu tại sao là ở Việt Nam lại không được thịnh hành nha. Thực tế là mình cũng mới bắt đầu đọc quyển này từ hồi năm ngoái rồi, mà dù mình đã biết tới series này lâu rồi, cũng hồi trước cũng có coi phim, nhưng mà thực tế là khi nó ra nó cũng không rầm rộ mấy, cũng không nhiều người biết. Nhưng mà thực tế là khi mình đọc quyển này thì mình hoàn toàn bất ngờ luôn, nó rất là hay luôn nha. Thậm chí hồi nhỏ mình nhớ coi phim mình cũng thấy nó hay rồi, nhưng mà đọc truyện còn hay hơn nữa. Cái thế giới Narnia nó không có đơn giản như kiểu chỉ là mấy con thú biết nói qua lại gì đó. Cái chuyện mà mình thích nhất ở Narnia đó là tác giả có một cái cách viết cốt truyện rất là hay. Nó vừa có một cái gì đó đúng nghĩa là chuyện thiếu nhi luôn, rất là mang tính giáo dục luôn nha, cực kỳ mang tính giáo dục, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là hấp dẫn.
thì đọc truyện thiếu nhi ấy, thì thường mình không có kỳ vọng mấy về cái độ hấp dẫn với cái độ mà tạo những cái tình huống bất ngờ của truyện, nhưng mà cái truyện này hoàn toàn đã đạt được chuyện đó. Nó vừa giáo dục vừa hấp dẫn mà còn vừa bất ngờ nữa. Bởi vậy mình nghĩ là bất kỳ ai mà chưa đọc thử Narnia thì các bạn hãy nên mua thử và đọc. Thì series này có 7 quyển, thì mình chưa đọc tập 5, 6, 7, như là 3 tập cuối. Nhưng mà trong 4 tập đầu thì đây là tập mình thích nhất, tập 1, Cháu trai của Pháp sư. Quyển tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn đó là quyển 127 giờ của tác giả Johan Hester. Quyển này thì mình biết là do mình xem các video review về sách ở nước ngoài á, thì có một giai đoạn quyển này cũng khá là nổi, tại vì nói chung là nó độc đáo, mới lạ và nó creepy á. Thì khi quyển này được dịch ra ở Việt Nam thì mình đã ngay lập tức ra mua và đọc thử. Thì quyển này nó kể về cái gì? Nó kể về một đoàn thanh niên, nó kể về NASA nhiều năm về sau quyết định mở lại chiến dịch, đó là đi lên mặt trăng một lần nữa. Và trong chiến dịch đó họ quyết định là sẽ tặng 3 chiếc vé may mắn cho 3 thanh niên bất kỳ từ độ tuổi 16 tới 18 gì vậy, để đi lên mặt trăng làm nhiệm vụ. Nhưng mà tới khi họ lên tới mặt trăng thì họ mới biết là đây thực tế là không phải chiếc vé may mắn gì hết, mà đã có sự tính toán hết rồi và có một cái chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra với họ trên mặt trăng. Thì đương nhiên mình không thể nói được tại nó sẽ bị spoil, nhưng mà về cấu trúc của chuyện thì nó là như vậy. Thì tại sao người nước ngoài thích quyển này? Cái thứ nhất là mình cũng phải công nhận là quyển này mặc dù là nó cũng không phải là gọi là cao siêu mấy, nhưng mà ý là đây là thể loại chuyện cho thanh thiếu niên, bởi vì mình nghĩ là nếu các bạn đang muốn tìm một quyển mà đọc để cho giải trí thì quyển này chắc chắn là rất là hiệu quả. Và cái phần mà khi mà lên mặt trăng rồi gặp cái chuyện kinh khủng đó thì công nhận nó cũng hơi kinh dị thiệt. Nhưng mà ước gì nó đã kinh dị hơn, tại vì mình nghe nhiều người review là người nước ngoài review là quyển này khá là kinh dị và làm họ sợ, nhưng mà lúc đọc thì cũng kiểu creepy thôi chứ không phải kinh dị, nhưng mà rất là hay. Và đặc biệt là cái kết của cái chuyện này, cái kết đúng điên. Quyển tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là một quyển khá hay, và khi mình phát hiện ra nó trong hiệu sách thì mình đã nghe tức mua luôn, nhưng mình không hề biết luôn nha. Kiểu như cái nhà xuất bản này không có quảng cáo tác phẩm này luôn, mình cũng không hiểu là sao. Thì nếu như các bạn đã biết cái nhà xuất bản Kim Đồng thì gần đây họ xuất bản những cái cuốn mà nhỏ nhỏ xíu xíu vậy nè, những cái vở kịch của William Shakespeare. Nhưng mà thường những cái quyển khi mình đọc thì nó không thỏa mãn mấy, tại vì thực tế là đó là những cái quyển mà nó đã rút gọn nội dung lại rồi, và nó còn kiểu như nó phỏng lại theo lời kể của Ngô Thứ Ba vậy, nó không có đúng cái tinh thần kịch của Shakespeare mấy. Thì cuối cùng là hình như là mấy cái quyển nó cũng không có bán chạy mấy, nhưng mà cuối cùng nhà xuất bản Kim Đồng đã nắm được thông tin đó và đã xuất bản đầy đủ luôn. Đó là những vở kịch của William Shakespeare, thì mình đang giữ trong tay, đó là tập 2, có 2 tập. Tập 1 và tập 2 thì đây là quyển tập 2. Thì trong mỗi tập sẽ có 3 vở kịch đầy đủ. Đây, đầy đủ nha mấy bạn, thấy không? Đó mấy bạn thấy không? Đầy đủ luôn, có đủ lời thoại, rồi cảnh trí nè, cảnh nè, màn nữa, đầy đủ hết để cho mình đọc. Và nó rất là hấp dẫn luôn. Trước giờ là từ hồi mình học một cái trích đoạn ngắn trong sách giáo khoa thì mình đã biết chắc chắn là cái này sẽ rất là hay. Tại vì công nhận là mình phải công nhận là William Shakespeare đúng như người ta nhận định, nó là một biệt tài, phải gọi là một nhân tài về cách sử dụng ngôn ngữ. Cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả này phải gọi là hoàn toàn xuất sắc luôn. Mình nghĩ là nếu như bạn nào mà có cái sở thích mà đọc sách ấy, mà thích bôi những cái dòng highlight lên để những câu nói hay ấy, thì nói thiệt là bạn nên mua quyển này kèm theo một quyển sách tô màu nữa để tô cho đã. Quyển này có rất 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 nhiều những câu trích dẫn hay, cực kỳ hay luôn, và động tới trái tim mình, nói chung là hay. Và mình chưa mua tập 1 nhưng mà chắc cũng sắp mua rồi. Một cái yếu điểm duy nhất của quyển này đó là những cái vở kịch này nè là do nhiều người dịch khác nhau chứ không phải là một người dịch hết, nên bởi vậy nó sẽ hơi nhập nhằng á. Có người dịch được, có người dịch cũng ok. Nói chung là việc chuyển từ vở kịch này mà sang vở kịch kia, sẽ chuyển từ một giọng dịch này sang một giọng dịch khác luôn á, bởi vậy có thể sẽ hơi gây khó chịu một tí. Nhưng mà nếu như bạn cảm thấy chuyện nó ok thì mình chắc chắn là highly recommend quyển này luôn, rất là hay. Quyển tiếp theo hơi xấu hổ khi chia sẻ quyển này nhưng hơi kệ, đó chính là quyển
xấu hổ hay dễ thương. Quyển này thì mình được một người bạn trong lớp giới thiệu và cho đọc thử. Vậy thì là sau khi mình đọc thử xong mình đã rất thích quyển này, và bữa mình đi hội chợ sách đó mình thấy quyển này được bán rẻ, bởi vậy mua luôn. Nếu như bạn đã biết quyển này là cái gì rồi thì chắc chắn bạn đang nghĩ là không ngờ có thằng con trai này lại đi mua cái quyển này. Nhưng mà kệ, mình thấy nó dễ thương nên mình thích nó, nên mình thích mua được không? Ok, đừng phán xét. Còn nếu như bạn nào mà không biết cái này là cái gì thì Xấu Hổ Và Dễ Thương là một tập hợp những cái confession trên một cái trang mạng khá là nổi tiếng, là trang Xấu Hổ Và Dễ Thương. Thì trang này là chia sẻ những cái câu chuyện có thiệt của những người mà quanh mình, kể lại những câu chuyện nhí nhảnh dễ thương của mấy người đó, những cái khoảnh khắc xấu hổ nhưng mà cũng đồng thời rất là dễ thương của họ. Và tác giả sẽ tập hợp những cái mẫu hay nhất để vẽ. Như là đây là những mẫu chuyện mà người ta chia sẻ nè, thì tác giả sẽ dựa vào đó để vẽ những cái hình nha. Thì đây là tập hợp những cái confession mà nổi tiếng nhất và hay nhất của trang. Hình như là bắt đầu ra tập 2 vậy, nhưng mà mình cũng không chắc mình có mua tập 2 hay không, kệ, để suy nghĩ sau. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một series có 3 tập. Bởi vì nếu như bạn nào đang rảnh và có thời gian nghiền ngẫm chuyện thì mình nghĩ là series này rất là hay và hấp dẫn cho bạn theo dõi. Và đó chính là series Huyền Thoại của tác giả Mary Lou. Series này tập 1 là Huyền Thoại, tập 2 là Thần Đồng và tập 3 là Chiến Sĩ. Vẫn không hiểu là sao dịch là Chiến Sĩ mặc dù tên tiếng Anh của nó là Legend. Phải gọi là cái này hơi bất ngờ nha. Cái chuyện này cũng khá là nổi tiếng ở nước ngoài, cũng không phải là siêu nổi tiếng nữa, nhưng mà ý là nó cũng có một cái chỗ đứng của nó. Thì lúc mới dịch ở Việt Nam mình cũng hơi đắn đo không biết có nên mua hay không, thì mình cũng nghe nhiều người nước ngoài review cũng khá là khen về bộ này. Nên bây giờ mình mua thử tập 1 đọc thử. Và tập 1 nó cũng hay á, cũng được, nhưng mà không đủ thuyết phục mấy. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ là trong một lúc kiểu đang hơi rảnh tiền, như là đi hội sách được giảm giá, mình mua đại quyển 2 cũng được. Mình nghĩ là nếu đọc không ưng nữa thì thôi mình sẽ dẹp và bán hai quyển này luôn. Nhưng mà không ngờ quyển 2 lại cực kỳ hay luôn. Phải gọi là quyển 2 trong 3 quyển nha, thì quyển 2 là quyển hay nhất luôn. Phải gọi là tình tiết chuyện được đưa lên một chỗ, phải gọi là rất là căng thẳng mà cực kỳ hấp dẫn luôn, làm cho mình đọc không ngừng luôn. Và sau đó tập 3 mình ra cách khoảng sau mấy tháng á, mình đã mua ngay ngày nó phát hành luôn và đọc. Thì cái series này cũng đánh dấu một kỷ niệm khá là vui với mình, đó là mình với thằng bạn thân của mình hồi cấp 3 đã cùng nhau đọc cái này. Thì mình đọc mình kêu nó hay quá, chứ mình đưa cho nó đọc thử. Vậy là cuối cùng cả hai thằng đều cuồng lên những cái bộ này, và cứ mỗi lần mà mình mua được quyển mới thì sau khi mình đọc xong là mình đưa nó đọc luôn. Và cuối cùng là hai thằng đọc cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ hấp dẫn luôn. Mỗi quyển chắc chỉ đọc trong chưa tới một tuần nữa thì cả hai thằng đọc xong là bình luận. Thì đây là một series mình đánh giá là khá là hay. Nếu như các bạn đang thích những cái series kiểu dành cho thanh thiếu niên và nói về nội dung phiêu lưu, mạo hiểm, ví dụ như là những kẻ dị biệt hoặc là đấu trường sinh tử kiểu vậy đó, thì nếu như các bạn thích những cái thể loại mà hậu tận thế như vậy thì các bạn nên xem thử. Thì chuyện này kể về cái gì? Chuyện này kể về nước Mỹ sau này bị chia làm hai phần á, đó là mình quên rồi, nói chung là chia làm hai bên địch và hai bên này đấu nhau. Thì cũng theo cốt truyện bình thường thì cũng có một chàng trai rồi một cô gái phiêu lưu mạo hiểm để cứu hai đất nước. Thì nói chung cái cốt truyện là như vậy, nhưng mà ý là nghe nó gà vậy thôi, nhưng mà mình hứa với bạn luôn là khi bạn bắt đầu đọc bạn sẽ không thể dừng lại được luôn á. Rất là hay và hấp dẫn. Phải gọi là đây là một series mà mình nghĩ chắc chắn mình sẽ đọc lại trong tương lai. Rất là hay, đặc biệt là tập 2. Thì tập 1 nếu như mà bạn vẫn cảm thấy chưa bị chinh phục thì hãy cố gắng lết tới tập 2. Tập 2 rất là hay luôn. Một khi bạn đã đạt cái tập 2 là giống kiểu cái tàu lượn vậy, kiểu đi một phát tới tận hết tập 3 luôn á. Rất là hấp dẫn. Với lại có ai để ý cái bìa không? Cái này là một trong những bộ truyện có cái bìa đẹp nhất mình từng thấy. Tiếp theo là một quyển truyện rất là nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng không hiểu tại sao ở Việt Nam lại không nổi tiếng mà mình rất là bực bội. Và cái nhà xuất bản cũng khi xuất bản quyển này cũng nó sao ta cũng hơi lơ là một tí, cái phần quảng cáo cũng không có hiệu quả. Thậm chí cái phần mà tóm tắt sách ở đằng sau quyển thì nó cũng
khá là mờ nhạt và nó cũng chả có tóm tắt được cái ý chính của cái chuyện gì hết. Và quyển mình đang nói tới chính là quyển Rạp Xiếc Đêm của tác giả Erin Morgenstern. Quyển này hơi bị bất ngờ nha. Mình lúc đầu mình chỉ nghe sơ sơ qua các trang review sách trên nước ngoài thôi. Và quyển này khá là đặc biệt, nghĩa là sẽ có hai trường hợp khi đọc cái quyển này, đó là bạn hoàn toàn ghét nó hoặc là bạn hoàn toàn thích nó luôn. Và mình là trường hợp hoàn toàn thích nó, cực kỳ ấn tượng với quyển này. Nếu như quyển này được quảng cáo rộng rãi hơn thì có thể nó sẽ thu hút người đọc Việt Nam, thậm chí cái phần tấm tắc đằng sau nè, nó thực tế chỉ là trích cái đoạn đầu tiên, cái đoạn đầu tiên nhí nhí ở cái đầu sách thôi đó, chứ nó không có ý nghĩa gì luôn á. Nên bởi vậy để khuyến khích các bạn mua quyển này thì mình sẽ spoil trước cho các bạn 50 trang đầu. Yên tâm, quyển này 600 trang lận, nên bởi vậy spoil 50 trang đầu nó cũng không ý nghĩa gì hết. Và hy vọng sau khi các bạn nghe phần spoil này, các bạn sẽ hấp dẫn và thử đi tìm đọc quyển này. Thì quyển này nó kể về cái gì? Quyển này nó kể về thế giới hiện nay của chúng ta, khi mà công nghệ khoa học quá phát triển rồi đó, thì những cái người mà phù thủy thực sự á, người ta không còn đất sống nữa, và họ tìm cách làm sao mà để mình sống ẩn giữa những người ta mà không bị phát hiện á. Vậy là họ bằng cách nào? Đó là họ quyết định là họ sẽ đào tạo những người nào mà phù thủy sẽ trở thành ảo thuật gia. Có khi nào bạn xem một tiết mục ảo thuật và nó kỳ diệu tới độ mà bạn nghĩ là không thể nào có một cái thủ thuật nào đó để có thể thực hiện không? Thì cái quyển này nó tập trung vào cái chủ đề đó. Biết đâu những người đó là phù thủy thì sao? Biết đâu chẳng qua nó không phải là ảo thuật mà nó thực tế là pháp thuật. Thì trong bối cảnh đó thì có hai phù thủy hùng mạnh nhất của thời đại này, họ quyết định là sẽ đấu nhau. Nhưng mà đấu nhau không phải theo kiểu mà cầm đũa phép chỉ vào nhau, giết nhau chẳng hạn, mà họ sẽ mỗi người sẽ tìm một đồ đệ riêng của mình và huấn luyện họ. Và khi họ tới độ tuổi đôi mươi rồi á, thì hai đối thủ đó sẽ được gửi vào Rạp Xiếc Đêm. Và Rạp Xiếc Đêm sẽ đóng góp như là kiểu như là một cái đấu trường để cho hai người này đấu nhau nè. Thì để coi nếu như mà đệ tử của ai thắng thì xem như là phù thủy đã thắng. Cốt truyện rất là hấp dẫn, và đây là một trong những quyển phải gọi cực kỳ hiếm hoi luôn, từ sau Harry Potter nha, làm mình khi đọc một kiểu mình phải cười một cách hạnh phúc luôn á. Cười tại sao? Tại vì mình lâu lắm rồi mình mới được đọc một quyển mà đúng nghĩa là nó là mở mang cái sự sáng tạo và cái sự tưởng tượng của mình luôn á. Phải gọi là cái không gian trong cái chuyện này nó rất là gợi hình luôn. Hay là gọi là cái Rạp Xiếc này phải gọi thần kỳ không thua kém gì trường Hogwarts trong Harry Potter luôn nha. Đầy đủ ma thuật rồi pháp thuật rồi nhiều thứ, con người kỳ lạ. Nói chung là quyển này là một quyển mà mình phải thực sự khâm phục với cái độ mà tưởng tượng của tác giả luôn. Rất là hay. Từ sau Harry Potter tới giờ đây là quyển chắc chắn có thể sánh ngang được với cái độ đó, là xây dựng được một thế giới ma thuật hấp dẫn. Quyển tiếp theo mình đang đọc đó là quyển tiếp theo mình sẽ giới thiệu là quyển Kẻ Trộm Sách của tác giả Marcus Zusak. Quyển này thì cũng lâu rồi, cũng được tái bản nhiều lần ở Việt Nam, nhưng mà tại sao mình lại đưa quyển này lên giới thiệu? Đó là tại vì đang mùa đông, thì đương nhiên chỗ mình thì nó cũng chả có cái mùa đông gì hết trơn á, nó chỉ có mùa mưa mùa nắng thôi. Nhưng mà ý là nếu như các bạn nào mà đang có mùa đông thì mình nghĩ quyển này là một quyển cực kỳ hoàn hảo để đọc vào mùa đông luôn nha. Nhưng mà không khí trong chuyện là không khí của nước Đức, phải gọi là sao ta, không khí của nước Đức nó rất là lạnh lẽo rồi hoang vắng này nọ, như kiểu tuyết vậy á. Thì đó, tuyết. Khi đọc quyển này nó hay, và mình tình cờ nha được đọc quyển này đúng vào lúc mùa đông luôn nha. Lúc đó mình về quê, mình đang trên xe lửa thì thời tiết bắt đầu lạnh nữa, cỡ còn có mười mấy độ, mà mình mở quyển này ra đọc, nó gọi là phải gọi là lần đầu tiên mới được trải nghiệm cảm giác mà đọc một quyển sách có không khí mùa đông, trong đúng không khí và khí hậu của mùa đông luôn, rất là hợp để đọc quyển này. Và cái nội dung của quyển này cũng làm mình liên tưởng đến mùa đông nữa, nó có cái gì đó se se lạnh lạnh nhưng mà cũng ấm lòng người. Quyển này chắc chắn rất hay nếu các bạn chưa đọc. Và cuối cùng mình giới thiệu với các bạn đó chính là cũng không hẳn là một chuyện, mà đây là chuyện tranh. Đó là chuyện Long Thần Tướng của nhóm Phong Dương, đúng không ta? Đúng rồi, của nhóm Phong Dương. Thì chắc hẳn là các bạn theo dõi những cái
trang mạng thì các bạn đã biết cái quyển này rồi. Đây là một truyện tranh Việt Nam rất là nổi tiếng gần đây và đang gây quỹ cộng đồng để sản xuất. Thì mình cũng mua để ủng hộ vậy thôi, nhưng mà không ngờ nó khá là hay và bây giờ mình đã chính thức thành fan của Long Thần Tướng. Chưa mua tập 3, từ từ để mua. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như bạn cũng kiểu có hơi có tiền tí tại hai quyển này cũng khá là đắt thì cũng nên mua. Cái nét vẽ trong truyện này phải gọi là rất là hay và ấn tượng. Nó mang một cái nét gì đó rất là Việt Nam luôn, không thể nào mà lẫn với manga của Nhật được. Mình nghĩ đó, cái chuyện mà nỗ lực của tác giả đã xây dựng một cái nét vẽ rất là thuần Việt á, đã phải gọi là cực kỳ ấn tượng đó, thấy không? Thì nếu như bạn hơn là mình đã mua quyển này hai tập cùng một lúc, nhưng tại vì tập 1 nó khá là bình thường, mình cứ sợ là mua xong kiểu như là sợ hơi uổng tiền vậy á, nên bởi vậy mình cũng hơi sợ. Nhưng mà sau hơn là đã đọc tập 2 nha, giống kiểu tập 1 là đang ở mức này nha. Tập 2 giống kiểu tập 2 rất là hay luôn, siêu hay luôn, kiểu thậm chí nhiều người đã đọc tập 3 rồi thì người ta cũng phải công nhận là tập 2 là hay nhất trong tất cả 3 tập. Siêu hay luôn, cực kỳ ấn tượng với tập 2. So ấn tượng luôn. Thì mình nghĩ là nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ cho truyện tranh Việt Nam thì cũng nên đi mua thử để coi. Nội dung rất là hấp dẫn. Và đó chính là kết thúc của phần của mình Book Mô hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì đây là trọng sách của ngày hôm nay. Nặng quá. Ok, tạm biệt các bạn.